để coi hai máy kéo lên như thế nào nha. Có thể hai máy thì kéo lên thì nó khá là dễ các bạn. Hai máy kéo lên cũng chua lét kìa các bạn thấy không? Khá là chua luôn á. Giác. Trời ơi. Ghê không? Ôi trời ơi, coi đắp nó búng kìa. Cứ xây vòng từ đây hoài. Không, di chuyển qua đây nè, anh kéo qua đây nè, kéo qua mấy bên em nè, bởi vì nó nghiêng qua bên bển rồi, nó nghiêng qua bển rồi, kéo qua em nè cho cái bánh bên kia nó lên đó. Mở dây ra bắt đầu qua mấy bên này các bạn. Đúng rồi, kéo qua em nè. Rồi máy kéo chạy qua vòng qua mé bên này nha. Hồi sớm cũng cái lỗ chỗ đó nó cũng có dính nữa đó các bạn, nhưng mà đều tránh cái lỗ đó, lỗ vẫn còn mấy bông lúa đó. Trời ơi, coi tài xế ghe kìa, khủng khiếp không. Ừ, ghê chưa. Như tạ tử cái đất này luôn rồi. Máy này chưa lên thì lúng máy kia. Đấy. Trời ơi. Không lên luôn các bạn. Coi bánh nó tuôn rồi nè. Giặt nè, giặt nè. Giặt nè. À coi giặt nè. Gà chạy tới chút xíu như xích. Trời ơi. Bánh. Không nổi rồi, lắc tay rồi. Kéo vậy nó không có thế. Rồi bây giờ là có thể tháo dây xích ra các bạn. Tháo dây xích ra để xây qua bên kia nha.
Rồi bắt đầu là sang qua máy bên này các bạn, sang qua máy đó kéo cho nó bạc cái đầu về bên kia luôn nha. À, kéo nãy kéo bên này kéo ngang, phải nó đừng mắc cái lỗ mấy cái lỗ đằng kia thì kéo tới cũng được, anh kéo ngang giật cho nó không qua nổi. Để coi cái kéo hướng này như thế nào. Rồi bắt đầu là buộc vô để kéo nữa cái gì đây các bạn. Trời ơi, không phải cái này kéo cộng dây xích, kéo lấy dây xích ra ngoài. Lấy xích ra ngoài chứ không có kéo máy các bạn. Lấy xích ra ngoài, mở dây xích đi kéo qua ngoài để kéo, không biết kéo vô đâu. Còn vô đâu nữa. Bây giờ là thiện lại, bây giờ thì hai máy nó hợp sức để nó kéo đầu các bạn. Nhưng mà chắc kéo không nổi. Rồi tháo dây xích ra nữa, đổi hướng, hướng này không được, hướng kia. Rồi bây giờ là qua mấy bên này các bạn, qua mé bên này nha. Coi cái xe kéo nó về không nổi luôn rồi nè. Ê, dính dây xích rồi. Rồi bắt đầu kéo các bạn. Rồi đứt dây xích luôn rồi, đứt dây xích xe trước rồi. Rồi bắt đầu là kéo tiếp tục các bạn. Thôi thôi coi giặt kìa, đất mà rung rinh luôn á. Rồi không xong rồi. Để mình qua mé bên kia mình coi cho các bạn, coi cái tình huống như thế nào nha. Lúng mé bên này, lúng mé này là lúc luôn các bạn. Lúc luôn, mồi đất luôn kìa. Bây giờ thì không có thấy cái chỗ
tháo ra, có thể là chạy lại đằng kia kéo chiếc đằng kia, hay là kéo tiếp tục chiếc này đấy, không biết nữa. Hai xe kéo chạy qua, có thể là kéo chiếc đằng kia nha. Kéo chiếc đằng này rồi, quay lại kéo chiếc đằng này trước các bạn. Coi hai anh lôi dây xích kìa các bạn. À, kéo chiếc này là kéo chiếc này rồi. Chiếc kia kéo không lên rồi. Bỏ kéo chiếc này lên thử coi cái nó lên không, nếu mà nó lên thì chiếc này lại kéo chiếc kia nữa. 68 mấy anh cột cái xích rồi. À vậy là cột hai bên là cột cái cọng dây nạnh này nó gị cái một lên luôn á. Nãy giờ anh tài xế đằng này cột cái xích quá, giờ hai chiếc này giờ nó lúng gì đây, lúng cỡ này. Rồi bắt đầu gỉ rồi các bạn nè. Thôi kìa, lên không lên lên nổi không, ở bên kia nước nó dâng lên hết vậy á, nước nó dâng lên cặp cánh quạt rồi. Giật cái nữa coi, rồi ngập luôn rồi. Mình thấy càng ngày nó càng ngập nước rồi đó. Mình thấy càng ngày nó càng ngập nước rồi đó các bạn. Nước nó phúng lên rồi nè. Càng ngày nó càng ngập nước rồi nè. Ngập cánh quạt rồi. Móc dây xích. Sâu cỡ như vậy đó. Chết rồi. Vô chết rồi các bạn. Đây giờ mình qua mé bên này rồi đó các bạn. Rồi không nổi à, không biết tình huống này sao đây. Rồi đi lấy vĩ cầu rồi các bạn.
Rồi đi lấy dĩa cầu rồi đó.